Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với chuyên hàng xe hơi. Dành cho anh chị lần đầu xem video thì bên em sẽ là kênh về mua bán xe ô tô cũ mới, chủ yếu là cung cấp giá lăn bánh, chương trình khuyến mại của các đầu xe mới tại trường Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Hôm nay thì em sẽ quay nhanh cái Mitsubishi Triton bản một cầu số động, bản thấp nhé. Xe này thì hiện nay về khá nhiều rồi, mình không phải chờ lâu. Thời điểm trước niêm yết của em nó đang là 650 triệu, và lăn bánh dự kiến ở các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thuế 6% sẽ là suy soát khoảng 700 triệu, và chúng ta sẽ có được tặng thêm một chút phụ kiện theo xe đó. Hiện nay thì bên em đây sẵn khá nhiều xe rồi, đa phần bán chính vẫn là đỏ cam và trắng. 700 triệu, thật ra nếu mà các bác tìm hiểu thị trường bán tải thì lâu nay thì và đã có cái cách mua trong khoảng 3 tháng trở lại đây thì mình có đều biết là thời điểm này đang gơ bản một cầu số động 688 triệu, vẫn đang bia kèm là khá nhiều, lăn bánh đâu đấy nó khoảng tầm 750, tự đắt hơn khoảng 50 triệu. Hai lắc thì nó sẽ không có xe trong suốt 4 năm vừa rồi. Còn BD50 thì hay là Nissan Navara thật sự là cái doanh số quá ít, nó ảnh hưởng đến cái thanh khoản về sau này. Chúng ta có sang nhượng đổi xe và cái quyết định để lựa chọn nó cũng khó khăn hơn. Đấy, bản này thật sự nó rất hợp lý. Chúng ta có sẵn luôn một lót thùng nhá. Đấy, hơn hẳn Ford Ranger rồi. Tuy nhiên thì như em đã nói trong nhiều video thì bản một cầu này nó đẹp về ngoại thất, tuy nhiên thì cái nội thất nó bị thua so với Ford Ranger khá nhiều, và để chờ tải đi cày thì nhiều khi nó cũng sẽ thua thiệt một chút so với Ford Ranger. Thì tất nhiên là vì thế thì Ford Ranger bán tốt được, mình cũng phải chia sẻ thật. Tuy nhiên thì sẽ đi xét lại với khoảng 700 triệu lăn bánh tại thời điểm này, mua xe bán tải cày công việc nó vẫn đảm bảo cái tính thẩm mỹ đi lại cho cả gia đình. Thì cá nhân em thấy do hoàn toàn tiết kiệm chi phí lựa chọn mua Triton bản thiếu như này quá ok đúng không ạ. Ranger thì nó có sẵn màn hình cả đẹp rồi, hình tá minh các thứ đẹp rồi, điều khiển điều hòa các thứ là trông bắt mắt hiện đại hơn. Tuy nhiên thì đây là vẫn là một chiếc xe bán tải nhập khẩu thương hiệu Nhật, họ vẫn là một cái gì đó mác nhập đúng không ạ. Ranger thì thời điểm này đã là xe lắp ráp và sẽ chuyển VIN 2023 vào tháng 1 tới đây. Xe này thì thật sự em chả chê gì về ngoại thất cả. Đấy, với phiên bản thấp thì mình vẫn có một bộ la răng, vẫn có lót thùng cao su. Anh chị ở Bắc Ninh, Bắc Giang thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để chúng mình xem xe lái thử cũng như là tư vấn các phiên bản đẹp nhất nhé. Ngoài ra thì với mức giá lăn bánh vào khoảng chưa đến 700 triệu cho phiên bản một cầu số động, hai phiên bản còn lại là bản một cầu số động bản full thì bên em lăn bánh đâu đó vào khoảng 835 triệu và bản hai cầu thì sẽ là 968 triệu. Đó là tất tần tật chi phí. Chúng ta có thể thương lượng thêm vào thời điểm này để có cái xe nhận xe một cách hợp lý nhất nhé. Đây, nắp thùng Triton nó cũng sẽ khác một chút so với Ranger. Thường thì Triton nó sẽ đánh giá mạnh về điểm ngoại thất thể thao. Đấy, mình có nhu cầu thì alo có bên em để chúng ta có cái tư vấn đẹp nhất về mua xe bán tải thời điểm này. Ngoài ra bên em vẫn có bán Ranger nhé. Mình có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp giúp em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.